chào các bạn. Hôm nay mình quay một cái video để mình chia sẻ với các bạn về huấn luyện kỳ nhông nha. Thật ra nó huấn luyện thực ra là thuần hóa, thì đúng hơn là thuần hóa. Thì con kỳ nhông mới về thì mình bắt về thì nó không có ngồi yên gì đâu. Nó không ngoan ngoãn gì đâu. Chẳng qua con này là mình đã thuần hóa được nó rồi. Cho nên nó không có chạy lung tung nữa. Và đây là một cái con nữa đây. Đó, cái con này con đen thui à. Con này thì màu nó vàng vàng. Con này là con cái nè. Con này cái màu nó sẫm hơn, đen hơn con đực. Con này mình mới vừa thuần hóa nó chắc được cỡ chừng 15 phút. Đó. Cái đuôi của con này nó bị gãy à. Đó, đuôi con này nó gãy. Nó bị quẹo, chắc nó bị gãy từ lúc nhỏ. Nó lớn lên bị dị tật luôn, tội nghiệp. Nhưng mà không sao, cái đuôi thôi mà. Phần trên vẫn còn đẹp. Vinh đang chơi với con kỳ nhông, Vinh đang thuần hóa con kỳ nhông đó nè. Khi mà mình bắt con kỳ nhông về là mình phải chơi đùa với nó. Đó. Mình phải tiếp xúc với nó, cho nên mình phải làm quen với nó. Khi mà nó quen mình rồi đó, thì nó không sợ nữa. Tại vì ở trong môi trường tự nhiên á, thì nó để sinh tồn mà, khả năng sinh tồn mà, nó sợ tất cả mọi thứ. Con bất cứ con gì, cái gì mà lớn hơn nó là nó sẽ sợ à. Giống như rắn nè, những con rắn nè, con có thể ăn nó nè, con mèo nè, cho nên nó thấy những con gì lớn hơn nó thì cái xu hướng để mà bảo vệ bản thân là nó sẽ chạy. Những gặp với mình nó cũng vậy, thì nó cũng chạy, nó con này con vẫn còn chạy ha. Nó vẫn còn chạy á. Nó vẫn còn chạy. Nhưng mà mình chơi với một thời gian á là nó sẽ ngoan hơn. Nó sẽ cảm nhận được á là mình không có gây hại cho nó, cảm giác được an toàn, sự an toàn. Rồi, bây giờ đây là hai con ha. Cái con này là mình thuần hóa nó bụng qua. Còn cái con đen thui đó là mới được có 15 phút à. Nên nó còn nhảy. Bây giờ mình sẽ qua đây mình sẽ thuần hóa một cái con mới hoàn toàn luôn. Cái con này cũng mới bắt được hồi tối hôm qua. Đó, nó đang ở trong cái rổ này nè. Con này là nó nhoi dữ lắm luôn. Mình chưa thuần hóa nó cho nên là nó sẽ rất là sợ á. Đó, thấy không? Đó, các bạn thấy không? Nó nhảy, nó nhoi, nó nhảy, thấy không? Đó, nó chạy rồi nè. Bây giờ mình sẽ thuần hóa nó. Đó, khi mình thuần hóa đó, mình sẽ chơi với nó. Đó, ban đầu mình cứ chuyển qua chuyển lại ha. Đó, mình chơi kiểu như vậy. Nó thích chạy, mình cho nó chạy. Đó. Đó, mình sẽ bắt như thế này. Mình chuyển qua chuyển lại. Đó. Còn bình thường nó nhảy đúng không? Mình cứ chơi đùa nó, mình cho nó chuyển qua chuyển lại hai tay nè. Đó. Từ từ hồi cho nó sẽ quen với mình. Đó. Thỉnh thoảng mình sẽ vuốt mấy cái, nó đứng yên mà mình sẽ vuốt xoa xoa mấy cái. Đó. Nữa này. Đó. Giờ nó ổn hơn nãy chút xíu rồi đó. Tuy nhiên chắc mình phải chơi với nó khoảng chừng 15-20 phút sau á thì nó mới cái tâm lý nó mới ổn định lại. Còn giờ nó đang sợ lắm. Giờ nó sợ lắm. À, cái quá trình mình thuần hóa mấy con kia cũng y như vậy thôi à. Các bạn nên thử, các bạn bắt một con, các bạn thuần hóa thử, tập thuần hóa thử kìa nhau. Mình đừng có làm mạnh nó. Mình đừng làm mạnh nó là không sao hết nè, nó không có cắn. Con này chắc cũng con đực nè, cái màu sẫm hơn. Mà đa số như mình thấy như là cái con đực á, nó khó thuần hóa hơn con cái. Con đực nó khó thuần hóa hơn, nó cứng đầu hơn. Các bạn cho con kỳ nhâm ăn thịt, cho ăn mấy con châu chấu cào cào vậy nè. Đúng rồi, thì cào cào thức ăn chính của kỳ nhâm mình nuôi á là
mình cho ăn, mình đi bắt cào cào cho nó ăn. Đúng rồi. Đó, mình đi bắt cào cào cho nó ăn. Nhưng mà con này con chú cháu mà. Chú cháu này hơi nhỏ, còn nhỏ. Đúng rồi, chú cháu này hơi còn nhỏ, có hai cái chấm bên người nè. Hai chấm đen nè. Đó thấy không, các bạn thấy không? Bây giờ là nó bớt bớt nhảy nhảy rồi không? Hồi nãy là nó nhảy dữ á, giờ nó bớt nhảy nhảy à. À, giờ mình sẽ đem qua anh kia mình chơi nó chút xíu nữa. Mình sẽ chơi nó tiếp không? Các bạn thấy mình mới vừa bắt cái nó ra là nó rất là hoảng loạn. Mình trong quá trình mình chơi đùa nó một xíu, nó sẽ cảm nhận được là mình không có hại nó. Nó cảm giác được sự an toàn. Tuy nhiên bây giờ cũng chưa đâu. Mình phải ít nhất phải chơi đùa nó khoảng tiếng đồng hồ. Không nhất thiết là phải liên tục một tiếng đồng hồ. Mình lúc mình rảnh á, thì mình mang nó ra, mình sờ sờ, mình vuốt ve nó cỡ chừng 15 phút vậy đó, rồi mình thả nó vào cỡ chừng 2 ngày tới 1 ngày tới 2 ngày, có khi không tới. Tùy con. Con nào mà nó dạng á, thì mình thuần hóa được nhanh. Đó, bây giờ là thấy hầu như là nó gần gần quen rồi, nó hết chạy rồi. Đó. Thì thuần hóa kỳ nhông mà như vậy thôi ha. Đó, mình cứ vuốt ve nó. Đó, vuốt ve nó. Vuốt ve nó. Đó. Đó, con này các bạn thấy để trên tay luôn nè. Đó, đang để tay trên tay của Win nè. Là nó không chạy. Nó quen rồi. Con này được 2 ngày. À, con này mới bắt hồi tối. Giờ mình mới có thời gian đây. Để hôm nào mình có thời gian mình rảnh mình sẽ quay cái video đi săn kỳ nhông vào ban đêm săn cho các bạn xem nha. Mấy con này là tất cả 3 con mình đều bắt ở ban đêm hết á. Ban đêm nó dễ bắt, ban đêm nó nằm ngủ á, nó dễ bắt hơn. Nhưng mà điều lúc mà mới bắt á là nó dữ lắm nha. Mình bắt nó một cái là nó cắn à. Nhưng mà điều cái răng của nó kỳ nhông thì cái răng nó không có nhọn giống như con tắc kè. Con tắc kè cắn là chảy máu á, nhưng con này cắn hơi đau đau thôi. Sắc ấy. Ừ. Đó, con này thì nó dài cỡ như đây 3 tấc, khoảng hai mấy cm, gần 30 cm các bạn. Con này nó dài lắm nha, nó dài, cái đuôi nó gấp 2 lần cái mình đó. Bên con này sao? Ừ, con này cũng vậy. Hai con này, con vàng vàng này á là nó nhỏ hơn nè. Nhỏ hơn, nó dài hơn. Nhỏ hơn, con này mập hơn, mày bự hơn nè. Đó. Con này nhỏ hơn cho nó dài cái, đó. Cái con mắt của nó các bạn nhìn nè. Đó, cái con thấy con mắt đó không? Đó, cái con mắt của nó có mấy cái này là gì? Mấy cái tia tia mà đen chia mắt ra. Nhìn nó cũng đẹp. Cái nhông này biến màu được nha các bạn. Tuy nhiên cái màu của nó nó không sặc sỡ giống như tắc kè, nhưng mà nó trên đó nó cũng có biến màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Ví dụ trên đất thì nó sẽ màu sáng sáng đất, còn trên cây mà cây nào rong rêu đen thui thì nó sẽ biến thành đen thui luôn. Khi mà nó nằm lên cái cây mà cây xanh thì cái người nó hơi xanh, cái đầu nó hơi xanh. Nó cũng dễ thương lắm, cũng đẹp. Con này đẹp hơn nè. Mình bắt mình chơi nó chắc nuôi nó vài ngày, cả chừng từng lễ nửa tháng gì đó. Mình coi ví dụ như nó cái con nào mà nó quen á, cái con nào mà cái tình hình sức khỏe của nó ổn á, nó ăn uống bình thường á, thì mình để mình nuôi nó lâu lâu. Còn ví dụ như mà mình thấy con nào mà nó bỏ ăn là mình sẽ thả nó về tự nhiên, chứ không thôi để nó chết tội nghiệp nó. Mấy con đó là nó nhớ thiên nhiên của nó. Nhớ thiên nhiên của nó các bạn. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Mới nãy giờ quay video này có 10 phút thôi. Mình đã thuần hóa được nó rồi nè. Đó, giờ nó hết chạy nè. Vuốt ve nó thấy không? Lấy ngón cái, nó Win gì đó. Win cũng vuốt ve nó thấy không? Lấy ngón cái vuốt ve nó. À, mắt nó liêm diêm rồi đó. Rồi, các bạn xung quanh cái con này dễ bắt mà. Rau xung quanh nhà mình thấy trên mấy cái ngọn cây cỏ rồi đó. À, nó sẽ nằm trên đó. À, bây giờ mình sẽ dừng cái video này đây nha. Chúc các bạn bắt được nhiều con kỳ nhông hơn mình nữa nha. Đó, mấy con kỳ nhông dễ thương lắm. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh sau của mình rồi. Bạn nhớ theo dõi video sau của mình nha. Bye bye các bạn nha.